Mộc Lam Huy xin chào. Vâng, hôm nay thì Mộc Lam Huy có mặt tại Mỹ Xuân, Bà Rịa Vũng Tàu để giao hàng cho anh Luật một bộ ghế bát tiên gõ cột 12 giá 36 triệu. Thì đây là hóa đơn của khách. Huy quay cho tất cả quý vị khán giả cùng coi về bộ ghế này của anh. Tổng quan thì đây là một bộ ghế 6 món, một ghế băng dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Thì tại đây Mộc Lam Huy tặng kèm khách một tấm kính mặt bàn 8 ly và có mài bóng cạnh. Thì tấm kính này thì cũng xin lỗi quý vị là chưa có được lau dọn sạch sẽ lắm, thì hơi bụi một chút. Thì đây là hai chiếc ghế con là mẫu song long, hai con rồng rất là lớn, với cái chiều cao là tới 30 phân, thoải mái quý vị đo một găng tay không hết đó, 30 phân. Và đây là bộ ghế tó liền hoàn toàn, mặt sau liền hoàn toàn, không hề là có hiện tượng ghép ngang. Tựa thì tựa bát tiên, độ dày 4 phân. Dày 4 phân, tựa bát tiên. Và tay thì là tay rời dày 5 phân. Có trống thì là trống rồng. Mặt ván là dày 2 phân liền. Dày hoàn toàn liền. Và dạ thì là dạ đục rồng, độ dày 2 phân rưỡi. Và nguyên bộ này thì là một bộ mặt ván rất là đẹp. Toàn bộ 6 món trên bộ ghế này đều là mặt vân loang đen rất đẹp. Và tiếp theo thì ghế băng thì ở đây thì hơi ngược chiều ánh sáng một chút, thì quay thì sẽ hơi tối, quý vị hơi khó nhìn, tại vì nó do ngược chiều, ngược cái hướng ánh sáng. Thì đây là dàn tó hai con rồng và tựa bát tiên. Mặt ván thì bộ này rất là đẹp. Tương tự như quý vị thấy thì ở đây thì đúng chiều ánh sáng thì mình quay máy quay vô thì nó rất là đẹp. Còn đây thì ngược thì quay rất xấu, nó không có lên được hình. Hàng ở Mộc Lam Huy thì luôn luôn là cột 12, là cột 12 đủ quý vị nhé. Bông vân cây thì rất là đều, rất là đẹp. Tựa bát tiên, đục chạm CMC và có đục chạm những cái lỗ này rất là sâu. Đó, lọng thủng những cái lỗ rất là đẹp, rất là chi tiết. Bàn đôn. Tại đây thì sản phẩm này Mộc Lam Huy đã đón anh khách hàng tới xưởng và ký tên trước. Thì như quý vị thấy ở mặt dưới sản phẩm thì anh đã ký tên tại đây, để đảm bảo là sản phẩm của mình khi quý vị nhận hàng thì yên tâm. Tại vì chữ ký của mình nó còn ở dưới sản phẩm. Để đảm bảo với quý vị một điều rằng là mình sẽ được đi xem hàng mộc, thì mình sẽ biết được gỗ nó đúng gỗ, đúng chất lượng 100% trước khi chúng tôi sơn. Để đảm bảo với quý vị là mình mua hàng nó yên tâm, tránh tình huống là sẽ mua phải những sản phẩm mà nó pha tạp gỗ thì nó rất phiền toái cho quý vị. Ở đây thì chúng ta có cái bàn rộng 60, dài 1m3, là bông vân thì rất là đẹp. Đây là chúng ta nhìn qua một lớp kính. Vâng, vậy đây là chi tiết Mộc Lam Huy quay cho quý vị coi quá trình giao hàng cho anh khách, và cụ thể là anh Luật. Vâng, ở Mỹ Xuân, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa thì Mộc Lam Huy xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở clip sau. Quý vị có nhu cầu về sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp với Mộc Lam Huy qua số điện thoại ở trên video, hoặc là quý vị tới tận xưởng chúng tôi kiểm tra các sản phẩm mộc trước khi sơn và ký tên, yêu cầu màu sơn theo sở thích. Mộc Lam Huy chúng tôi sẽ hoàn thiện nốt những phần còn lại cho quý vị. Vâng, Mộc Lam Huy xin chào.